Thầy An mến chào quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập cuối chương 4, câu 4.28. Hãy đếm xem trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật. Hình vuông này các bạn, hình vuông 1, 2, 3, 4, hết chưa các bạn? Còn một hình vuông lớn này nữa là 5. Mình trả lời là có 5 hình vuông. Rồi bây giờ hình chữ nhật. 1 hình chữ nhật, 2 hình chữ nhật. Hết chưa các bạn? Chưa hết. Đây nữa, 3 hình chữ nhật. Và đây, 4 hình chữ nhật. Thì thấy là có 4 hình chữ nhật. Mình qua 4.29. Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thân cân và số hình thoi trong hình bên. Trong hình vẽ bên. Tam giác đều, đây, đây là một tam giác đều, hai tam giác đều, ba tam giác đều, bốn tam giác đều. Và tam giác đều bự ngoài cùng này nữa là năm tam giác đều. Có năm tam giác đều. Tiếp theo là mình đếm số hình thân cân. Số hình thân cân. Hình thân cân này các bạn, đây. Đây là một hình thân cân, được chưa? Rồi đây. Đây là hai hình thân cân. Và cuối cùng là đây. Ba hình thân cân nha. Mình có ba hình thân cân. Có ba hình thân cân. Rồi hình thoi. Hình thoi. Đây các bạn, đây là một hình thoi. Một hình thoi. Rồi tiếp theo đây là hai hình thoi. Và tiếp theo đây là ba hình thoi. Vậy mình có tất cả là ba hình thoi. Vẽ hình theo các yêu cầu sau. Câu A, hình tam giác đều có cạnh bằng 5 cm. Tam giác đều có cạnh bằng 5 cm. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cạnh AB dài 5 cm các bạn. Việc đầu tiên mình vẽ cạnh AB dài 5 cm. A, B. Rồi tiếp theo, để tìm được điểm C, chúng ta sẽ dùng compa. Mình lấy tâm tại A. Bán kính là 5 cm các bạn. Đây, bán kính đây. Mình vẽ một cung tròn. Wow, nó dài ở trên này luôn. Rồi sau đó mình lấy tâm tại B. Mình cũng vẽ một cung tròn. Bán kính là 5 cm. Tiếp theo là vẽ cung tròn tâm A. Bán kính là 5 cm và cung tròn tâm B bán kính là 5 cm. Rồi hai cung tròn này sẽ cắt nhau tại C ha. Gọi C là giao điểm của hai cung tròn này. Gọi C là giao điểm của hai cung tròn này. Cuối cùng là nối C với A. Rồi C với B ta được tam giác đều A, B, C.
Cần Giờ. Nối C với A. Rồi, nối C với B. Mình được tam giác đều. Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau. Cho nên là lúc đầu chúng ta vẽ cạnh AB dài 5 cm. Rồi sau đó mình dùng con 3, mình lấy tâm ở A, mình vẽ cung tròn. Bán kính là 5, mục đích là để AC cũng bằng 5. Tiếp theo mình dựng cung tròn tâm tại B, bán kính bằng 5. Để mà CB của chúng ta cũng bằng 5. Đó. Thì ba cạnh này đều bằng 5 hết, cho nên là tam giác chúng ta vừa dựng sẽ là tam giác đều. Tiếp theo, cụ B. Hình vuông có cạnh bằng 6. Hình vuông có cạnh bằng 6. Để thầy chừa vào cạnh bằng 6 lớn đấy. Còn không thì thầy vẽ đến tờ giấy khác nha các bạn. Việc đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ cạnh AB dài 6 cm. Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm. Đây, thầy vẽ lên tờ giấy khác để thầy khỏi phải rút lên rút xuống tờ giấy. A B. Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm. Rồi tiếp tục là vẽ đường thẳng vuông góc với AB. Vuông góc với AB tại A. Tiếp theo là vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Đoạn thẳng là có kích thước, còn đường thẳng là dài vô tận, không có kích thước nha các bạn. Nếu mà mình không dùng EK thì mình sẽ tận dụng cái đường thẳng này nè. Cái đoạn này nè, trùng với AB thì chúng ta vẽ cái đường vuông góc. À, không khuyến khích nha các bạn. Đây, đây là đường thẳng vuông góc với AB tại A. Vuông góc tại A. Trên đường thẳng này chúng ta sẽ lấy điểm D sao cho AD bằng 6 cm. Nè, 6 cm. Trên đường thẳng này lấy điểm D sao cho AD bằng 6 cm. Lấy điểm D của chúng ta đây. Bước tiếp theo cũng tương tự như vậy, chúng ta vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Vuông góc với AB tại B. Rồi trên đường thẳng này chúng ta cũng lấy điểm C sao cho BC bằng 6 cm. Trên đường thẳng này lấy điểm C sao cho BC bằng 6 cm. Thì hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau, cho nên chúng ta lần lượt lấy 4 cạnh đều bằng 6 cm hết. Và phải vuông góc với nhau nữa nha các bạn. Nên chúng ta phải vẽ đường vuông góc và vậy. Đây là C, à, 6 cm. Rồi bước cuối cùng là nối D và C. Ta được hình vuông ABCD. Cần vẽ. Nối D và C. Ta được hình vuông. Cần vẽ. Hình vuông cần vẽ là hình vuông có cạnh bằng 6 cm, đầy yêu cầu đó các bạn.
nối D với C ta được hình vuông càng vẹn. Đó, thì mình áp dụng cái tính chất là hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau, cho nên chúng ta lấy cạnh này 6, cạnh này 6, cạnh này 6. Và hình vuông là hình có bốn góc vuông, góc vuông, góc vuông. Cho nên là hai góc này cũng sẽ vuông. Với cách dựng này hai góc này cũng sẽ góc vuông. Rồi, chúng ta được hình vuông càng vẽ. Câu C. Câu C là chúng ta cần vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 4 cm, chiều rộng là 3 cm, thì cũng giống giống như vẽ hình vuông vậy các bạn. 3 thì chữ ở đây. Ok, thì bước đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cạnh AB dài 4 cm, vẽ đoạn thẳng AB bằng 4 cm giống như cách chừng hình vuông. Đây, A, B. Tiếp theo chúng ta vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Mình lấy cái cạnh dài nhất nha các bạn, chứ đừng có lấy cái cạnh ngắn này, lấy cạnh dài này nè. Thì nó sẽ tăng cái độ chính xác lên. Đây, đây là đường thẳng vuông góc AB tại A. Rồi, trên đường thẳng này chúng ta sẽ lấy điểm D sao cho AD bằng 3 cm. Trên đường thẳng này lấy điểm D sao cho AD bằng 3 cm. Đây, điểm D của chúng ta đây, 3 cm. Đó, còn bạn này lúc đầu mình vẽ là 4 cm. Và đường thẳng này là đường thẳng vuông góc với AB. Tương tự như vậy, bước tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đường thẳng vuông góc với AB mà tại B. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Rồi trên đường thẳng này lấy điểm C sao cho BC bằng 3 cm. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Đây, đây là đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng này chúng ta sẽ lấy điểm C sao cho BC bằng 3 cm. Và bước cuối cùng là nối D và C, ta được hình vuông cần dựng. Đó, các bạn thấy không? 1, 2, 3, 4 nè. 4 cm. Đó, chúng ta được hình chữ nhật cần dựng. Xin lỗi các bạn, ta được hình chữ nhật cần dựng. Hình chữ nhật là chiều dài là 4, chiều rộng là 3. Bước cuối cùng là nối D và C, ta được hình chữ nhật cần dựng hay là cần vẽ ha. Ta được hình chữ nhật cần vẽ. Rồi, mình xong 4.30. Vẽ hình bình hành có một cạnh dài 4 cm, một cạnh dài 3 cm. Vẽ hình bình hành một cạnh là 4 cm, một cạnh là 3 cm. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm, vẽ đoạn thẳng AB bằng
4 cm. Đây. A, B. Bước tiếp theo là qua AB vẽ một đường thẳng bất kỳ nha, mà không trùng với AB. Qua B vẽ đường thẳng bất kỳ. Qua B vẽ đường thẳng bất kỳ. Đây, thầy vẽ một đường thẳng bất kỳ. Rồi, trên đường thẳng này lấy điểm C sao cho BC bằng 3 cm. Trên đường thẳng này lấy điểm C sao cho BC bằng 3 cm. Lúc đầu chúng ta vẽ đường thẳng AB là 4 cm. Bây giờ trên cái đường thẳng mà chúng ta vừa vẽ, chúng ta sẽ lấy điểm C sao cho BC bằng 3 cm. Đây, điểm C của chúng ta nằm đây. Và BC là bằng 3 cm. Rồi mình áp dụng tính chất của hình bình hành. Hình bình hành là hình mà có các cặp cạnh đối song song với nhau. Cho nên là bước tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng qua C và song song với AB. Vẽ đường thẳng qua C và song song với AB. Vẽ đường thẳng song song thì mình sẽ dùng một cái thước với lại một cái EK các bạn. Đầu tiên chúng ta đặt cái EK một cạnh trùng với AB. Rồi sau đó mình áp cái thước vào. Rồi mình giữ chặt cái thước, mình trượt cái EK cho tới điểm C. Nói là tới điểm C thôi, thực chất là chúng ta qua điểm C một tí xíu để chúng ta chừa chỗ cho cái bút của mình. Đó. Vẽ đường thẳng qua C và song song với AB. Tiếp tục, mình vẽ đường thẳng qua A và song song với BC. Vẽ đường thẳng qua A và song song với BC. Qua A là viết tắt của từ qua điểm A nha các bạn. Đây, song song với BC. Thì mình cũng để một cạnh của thước. Trong trường hợp này thì để sao? Thì để một cạnh của thước trùng với BC. Để một cạnh của thước trùng với BC. Rồi, sau đó mình để một cạnh của cái EK trùng với BC, sau đó mình áp sát cái thước vào và mình trượt cái EK cho tới điểm A. Rồi sau đó mình kẻ đường thẳng qua A và song song với BC. Đó. Các bạn thấy được hình dáng của hình thoi chưa? Bước cuối cùng là gọi D là giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ. Ta được hình bình hành ABCD cần vẽ. Gọi D là giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ. Ta được hình bình hành ABCD cần dựng. Nếu mà thầy dùng từ vẽ nữa, chứ vẽ này nó trùng, nó không được hay lắm, nên thầy sửa thành cần dựng ha. Đó. Đề bảo chúng ta là vẽ hình bình hành có một cạnh là 4, một cạnh là 3, cạnh này 4, cạnh này 3. Ok. Hình bình hành thì có hai cặp cạnh đối song song với nhau. Cho nên cạnh này 4, cạnh này cũng 4, cạnh này 3, cạnh này cũng 3. Hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Rồi, mình xong câu A. Câu B, vẽ hình thoi có cạnh bằng 3. Thì chắc là các bạn tự làm nha. Thầy hướng dẫn thôi. Thì thay vì chỗ này là 4, thì bây giờ câu B các bạn vẽ chỗ này là 3 là xong thôi nha. Hoàn toàn tương tự. Các bạn chỉ thay chỗ này là 3. Chỗ này là 3 là thành câu B nè. Rồi chỗ này mình sửa thành hình thoi cần dựng là xong, được chưa? Bởi vì
Hình thoi nó là trường hợp đặc biệt của hình bình hành các bạn. Khi mà hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau thì nó trở thành hình thoi. Cho nên cách làm hoàn toàn tương tự. Câu B, giả sử giờ câu B nha. Câu B. Câu B thì thầy sẽ sửa chỗ này là 3. Rồi các bạn vẽ đoạn thẳng AB bằng bằng 3 thôi nha. Vẽ đoạn thẳng AB bằng 3 thôi. Rồi tiếp theo chỗ này các bạn sửa là hình thoi. Hình thoi ABCD cận dần. Xong. Ok. Thì cách dựng hình vuông và hình chữ nhật giống nhau. Hình vuông là trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật. Hình chữ nhật mà có hai cạnh kề bằng nhau thì nó trở thành hình vuông. Tương tự như vậy thì cách dựng hình thoi và hình bình hành giống nhau. Hình thoi là trường hợp đặc biệt của hình bình hành. Khi mà hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau thì nó trở thành hình thoi. Rồi chúng ta xong 4.31. Mình qua 4.32. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài bằng 6 cm, chiều rộng 5 cm. Thì bài này nhớ công thức là làm được thôi. Chu vi hình chữ nhật là, thì mình biết rằng là chu vi hình chữ nhật công thức là bằng 2 lần tổng chiều dài cộng với chiều rộng. 6 cộng 5 11 với 2 là 22, đơn vị là cm. Rồi, chúng ta xong chu vi. Tiếp theo diện tích hình chữ nhật là diện tích hình chữ nhật chúng ta lấy dài nhân rộng và cm nhân với cm thì chúng ta được cm vuông. Rồi chúng ta qua 4.33. Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình sau, biết OA bằng 6 cm. OA bằng 6, OA đây, bạn OA đây bằng 6 và BF bằng 10,4 cm. BF bằng 10,4 cm. Câu A, tính diện tích hình thoi ABOF. Diện tích hình thoi ABOF. Diện tích hình thoi ABOF là, mình biết rằng là diện tích hình thoi sẽ bằng là tích của hai đường chéo chia cho 2 nha. Mình có đường chéo thứ nhất này cho rồi, đường chéo thứ hai cho rồi. Tích của hai đường chéo chia cho 2. Nếu mà các bạn nhẩm thì nhẩm như sau. 6 chia 2 thì được 3. 3 x 4 là 12, viết 2 nhân 1. 3 x 0 là 0, chứ 1 là 1. 3 x 1 là 3. Đó, chúng ta được là 31,2. Diện tích ở đây người ta cho là cm thì mình diện tích ở đây là cm vuông. Ok, diện tích của hình thoi nhỏ đó. Câu B, tính diện tích hình lục giác đều ABCDEF. 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 Thì ở cái bài trước mình đã biết là cái hình lục giác đều này là nó gồm 3 hình thoi cộng lại với nhau nha, các bạn thấy nè. Hình lục giác đều này là gồm hình thoi thứ nhất. Đó. Rồi hình thoi thứ hai đây. Hình thoi thứ hai đây các bạn. Được chưa? Và hình thoi thứ ba là hình này. Đó, được chưa? Ba hình thoi bằng nhau. Cho nên là diện tích của hình lục giác đều sẽ là diện tích của hình thoi này chúng ta nhân cho 3. Mình nói là diện tích của hình lục giác đều
Diện tích của hình lục giác đều A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F là mình lấy diện tích của hình thoi này, chúng ta nhân cho 3. Nó gấp 3 lần như vậy các bạn. Thì mình được là 93,6. 93,6. Đơn vị là cm vuông. Diện tích của hình lục giác đều thì gấp 3 lần diện tích của hình thoi ABOF. Rồi, mình xong 4.33. Chúng ta qua 4.34. Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn. Thì để cho nó đơn giản thì chúng ta sẽ đặt tên các điểm nha. Thì các bạn vẽ hình này vào vở, nói là đặt tên các đỉnh như hình vẽ. Đặt tên các đỉnh như hình vẽ. Rồi các bạn vẽ hình ra nha, vẽ hình ra. Còn thầy đỡ mất thời gian, thầy không có vẽ. Thầy lấy hình này luôn. Các bạn nối dài bằng này ra cho thầy. À, mình có thể nét đứt thôi các bạn. Nét đứt cũng được. Nét đứt. Rồi mình đặt tên nè. A, đây là B, đây là C, đây là D. Thì lúc này chúng ta có cái hình này sẽ là hình chữ nhật. Cho nên là bạn này bằng 6 thì bạn này cũng bằng 6. Còn hình này là hình vuông. Cho nên bạn này 2 thì bạn này cũng 2. Ta có DC sẽ bằng 6 cộng 7. DC bằng 6 cộng 7 bằng 13 mét. Ở đây người ta ghi mét thì mình cũng ghi mét cho nó đồng loạt. Rồi tiếp theo BC sẽ bằng 5 cộng 2. BC bằng 5 cộng 2 bằng 7 cm. Rồi tại sao thầy phải tính hai bạn đó trước? Bởi vì thầy thấy rằng là cái diện tích của cái mảnh vườn này sẽ bằng diện tích của hình chữ nhật A, B, C, D trừ cho diện tích của hình chữ nhật này trừ cho diện tích của hình vuông này. Được chưa? Đó, cho nên là thầy sẽ đi tính diện tích của hình chữ nhật lớn này trước. Mà muốn tính diện tích hình chữ nhật lớn này, thầy phải có được chiều dài, có được chiều rộng. Cho nên là thầy vừa tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật lớn. Bạn nào muốn kỹ hơn thì mình đặt tên thêm cho các điểm còn lại. A, B, C, D thì đây là E, F, G, đây là H, đây là K, Y, đó chẳng hạn vậy. Ta có diện tích của mảnh vườn là diện tích của mảnh vườn là diện tích của hình chữ nhật A, B, C, D. A, B, C, D trừ cho diện tích của hình chữ nhật E, F, G, D. E, F, G, D trừ cho diện tích của hình vuông H, B, Y, K. Diện tích hình vuông H, B, Y, K bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD thì bằng DC nhân cho CB thì bằng, bạn này mình vừa tính là bằng 13 nhân cho 7. Đây là 13 nhân cho 7. Còn diện tích của bạn này EFGD, EFGD sẽ bằng
6 nhân 3. Còn diện tích của hình vuông này sẽ là cạnh nhân cạnh 2 nhân 2. Mình sẽ được, mình bấm máy tính nha. 13 nhân 7 trừ 6 nhân 3 trừ 4. 13 nhân 7 trừ 6 nhân 3 trừ 4. Chúng ta được 69 các bạn. 69. À đây đơn vị là mét. Đây không. Thì xin lỗi các bạn. Đơn vị là mét. Thì ở đây đơn vị là gì các bạn? Diện tích thì mét vuông. Rồi mình xong. 4.34. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy cắt và ghép lại thành một hình vuông có diện tích tương đương. Có nghĩa là cắt cái hình này, mình ghép lại thành hình vuông. Có nghĩa là mình có diện tích tương đương, có nghĩa là có diện tích nó bằng với diện tích của hình chữ nhật này. Có nghĩa là chúng ta không có bỏ phần nào hết, mình cắt và mình ráp lại thành hình vuông thôi. Bài này để thầy lấy giấy kẻ, nó ô ly. Này, 4.35. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Vậy thầy vẽ chiều dài là 6 over nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì chiều rộng sẽ là 3 over. 1, 2, 3. Đây, chúng ta có một hình chữ nhật chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bây giờ thầy có ý tưởng cắt như thế này các bạn. Thì mình gọi là hình A đi. Thầy lấy trung điểm của cạnh này nha, trung điểm. Lấy trung điểm. Rồi thầy nối về hai đỉnh. Đó, thầy sẽ cắt theo cái đường nét đứt này các bạn nha. Cắt theo đường nét đứt. Và lúc đó thầy lấy cái hình này, thầy kéo qua đây. À, thầy kéo qua đây nè. Đó, và thầy lấy hình này, hình 2, thầy đẩy qua đây. Thầy sẽ được hình vuông nha. Và có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật. Thì mình nói là cắt theo nét đứt ở hình A. Cắt theo nét đứt ở hình A và xếp lại như hình B. Xếp lại như hình B. Đây. Thì bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình số 3 này nè các bạn. Hình số 3 này thầy giữ nguyên nha. Hình số 3. 3 ô. Đây hình số 3 của thầy đây. Thầy giữ nguyên. Đây, đây là hình số 3 của thầy. Hình số 3. Còn hình số 2 nè, thầy nói là thầy di chuyển xuống đây. Hình số 2 đây các bạn, thì di chuyển xuống đây. Thì lúc này hình số 2 của thầy nó sẽ như thế này. Đó, hình số 2 của thầy đây. Và hình số 1 thì di chuyển xuống đây nha. Hình số 1 thì di chuyển xuống đây. Thì hình số 1 của thầy nó sẽ nằm chỗ này. Hình số 1 của thầy đây. Đó. Lúc này chúng ta sẽ được hình vuông có diện tích tương đương với diện tích của hình chữ nhật. Ok không các bạn? Mình di chuyển bàn này xuống đây, mình di chuyển bàn này xuống đây. Rồi. Đó là câu 4.35.
Lúc đầu hình số 2 nằm đây. Và lúc đầu hình số 1 nằm đây. Mình di chuyển bàn này xuống, di chuyển bàn này xuống ha. Mình qua 4.36. Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. À, hình này mình thấy nó có dạng hình thang đúng không các bạn? Phải hình thang cân không biết. Hình thang cân đó. Nhưng mà không quan trọng. Hình thang, hình thang cân cũng được. Nếu chi phí làm mỗi 9 decimet vuông hiên là 103.000 đồng thì chi phí của cả hiên nhà sẽ là bao nhiêu? Thì chi phí của cả hiên nhà sẽ là bao nhiêu? Thì bây giờ mình muốn biết được chi phí của cả hiên nhà là bao nhiêu, mình phải tính diện tích của cái hiên nhà này xem đã. 4.36 diện tích của hiên nhà là, thì thấy nó có dạng hình thang cho nên diện tích là đáy lớn cộng đáy bé nhân cho chiều cao chia cho 2. Diện tích hình thang là đáy lớn cộng đáy bé nhân cho chiều cao chia cho 2. Bảy hai cộng cho 54 nhân cho 45 chia cho 2, chúng ta được là 2835. Đơn vị đây là decimet thì diện tích của chúng ta sẽ là decimet vuông. Rồi tiếp theo, chi phí của cả hiên nhà sẽ là bao nhiêu? Chi phí của cả hiên nhà là, các bạn lập luận như sau. Thì mình thấy nè, người ta nói là 9 decimet vuông thì chi phí là 103.000 đồng. Như vậy thì hiên nhà của chúng ta là 2835 decimet vuông thì chi phí sẽ là bao nhiêu? Nghìn đồng. Nha, bao nhiêu? Thì mình dùng tam suất thôi các bạn, nhân chéo chia ngang. Ok. Thì mình lấy 2835 nhân cho 103 và chia cho 9. 2835 nhân cho 103 và chia cho 9 bằng 2835 nhân cho 103 chia 9. Chúng ta được là 32445. Đơn vị là gì các bạn? Đơn vị là nghìn đồng. Có nghĩa là ở đây là 32.445.000 đồng đó các bạn. 32 triệu. Rồi chúng ta xong 4.34. Và chúng ta cũng xong luôn bài tập cuối chương 4. Đang chúc các bạn học tốt. Đang hẹn gặp lại các bạn ở video sau.